Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì anh em thấy không, thời tiết mấy bữa nay ngày nào cũng mưa, ngày nào cũng mưa, không ngày nào mà không mưa hết. Bởi vì chúng ta đang ảnh hưởng bão ở miền Trung. Thì những ngày này thì chúng ta nên hướng về miền Trung để mình hỗ trợ những ai á, có góp được gì hỗ trợ được cho dân người ở miền Trung á thì càng tốt. Minh kêu gọi mọi người hướng về miền Trung nhiều hơn ha. Thì anh em thấy ông trời đang rất mưa nhưng Minh phải cố gắng review cái con này cho anh em xem. Thì cái con này Minh quay rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ quay cái bản đặc biệt này. Cái bản đặc biệt Kabuki này chỉ biết nó là bản đặc biệt Kabuki chứ mọi người chưa có hiểu được cái ý nghĩa của nó. Rất là hay nha. Nó là một cả một cái văn hóa của người Nhật Bản. Rồi bây giờ mình ngắm xe trước rồi mình nói sao. CBR250RR này Minh đã mua về và hiện tại đã bán cho một anh ở người nước ngoài. Anh ở nước ngoài, anh nhờ em của anh mua giùm ảnh để ảnh về nước ảnh chạy. Thì ảnh có xem clip này thì nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Ảnh xem clip Minh rất là nhiều rồi. Là Minh đầu tiên là Minh cảm ơn anh trước. Xe này đã thuộc về ảnh rồi ha. Mình đã bán cho ảnh rồi, ok. Thì con CBR này á, cái bản đặc biệt này á, hồi lúc nó mới ra á, thì anh em đặt bên đây nè, anh em thấy không, đây là một người nữ, cái hình là một người nữ đó, một người nữ, thấy chưa, một người nữ mái tóc. Còn bên đây là một người nam, chắc ít ai biết về cái này lắm ha. Một người nam, cái Kabuki là gì? Cái Kabuki là một cái giống như là một cái dạng, Minh giải thích sao ta, một cái dạng một cái nghệ thuật kịch xưa của người Nhật Bản, ca múa nhạc rồi đó, giống như là cải lương ở Việt Nam mình vậy đó anh em. Thì cái này nó nền văn hóa nó cũng có từ rất là lâu rồi. Thì cái kịch, cái Kabuki này, cái nghệ thuật Kabuki này thì theo mình biết thôi chứ mình không có rành nha, chỉ mình thấy chiếc xe gì hay mình tìm hiểu thôi, là có nghĩa là người nam sẽ giả thành người nữ đó, giống như ở mình là người ta gọi là hàng, ở mình rất là lô tô đó, đầu lô tô hội chợ là người nam sẽ giả thành người nữ và làm những động tác uyển chuyển y như người nữ. Cái kịch Kabuki này á là cái bản luôn, cái bản này gọi là Kabuki, xe là Kabuki. Thì nó có những năm 1600 rồi anh em. Năm thời đó, thời Napoleon, thời mà ông bà già của mình cũng chưa có luôn. Thì đó rất là lâu. Thì nó là một cái điệu múa của một cái người con gái đó sáng tạo ra. Và ở những năm đó ở Nhật Bản rất là tranh cãi, tại vì cái kịch này nó hơi cái mang hơi hướng kiểu như sao ta phải nói sao, không hợp thời, kiểu như lẳng lơ đồ này nọ đó, người ta gọi là đó. Thì nó có cái xu hướng nó khó nói, tại vì ở YouTube bây giờ rất là gắt, mình mà nói những cái mà từ tục tiểu á thì nó sẽ bị cấm, nó cử ngôn từ không phù hợp á anh em đó, cho nên mình nói là nó hơi lẳng lơ đi. Thì ở thời điểm đó người ta phản đối rất là nhiều. Thì cái kịch Kabuki này á,
cái kịch Kabuki này nó có hai loại. Một loại là về nói về kịch của lịch sử đó, những chuyển biến của lịch sử xã hội Nhật Bản. Còn cái thứ hai đó chính là về tình yêu say đắm, tình yêu lãng mạn giữa trai và gái, giữa gái và trai, giữa con trai và con trai và con gái và con gái. Thì đó, nó chỉ có hai thể loại đó nha anh em. Thì ở những thời gian trước á, kịch Kabuki rất là bị phản ánh rất là nhiều. Nhưng mà sau này thì nãy là mình nói 1600 đó, mình nhớ không lầm, mà sau những đó vài năm thì được mọi người, đến tận bây giờ được người dân Nhật Bản rất là thích, rất là thích. Và nó giống như là một cái nền văn hóa của người Nhật vậy á. Qua đi anh. Rồi, bây giờ mình nói về xe trước đi, chứ nói một xíu nữa nó sâu vô về cái đó quá. Tại vì mình thấy con xe này nó hay cho nên mình muốn quay cho anh em xem thôi ha. Thì đây cũng là một cái nhân vật trong kịch Kabuki á nha. Đó, nó là một cái nhân vật. Đó. Nhân vật trong cái kịch đó. Đó, anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì mình không có nói nữa, mình ít nói lại nha. Tìm hiểu thêm thì hãy search về nó, tìm hiểu về nó rất là hay. Đó, bên đây cũng là một cái nhân vật trong cái gọi là những nhân vật chính trong cái kịch đó. Nữ, một bên nam, một bên nữ. Thì cái con xe này mình gắn cái bô vô cho quay cho vui cho anh em thôi, với lại nẹt bô cho anh em nghe thôi, chứ thực sự á là nó là bô Vin nha. Khi mà mình giao cho khách là bô Vin. Đưa mượn chìa khóa xe coi. Con CBR này là không có gì để nói nữa, tiết kiệm xăng nè. Rồi ba chế độ lái, bướm ga điện tử. Tại vì mình quay một lần á, có gì mà thiếu sót thì anh em có thể góp ý thêm. Ba chế độ lái nè. Đó, bật cái này nè. Ba chế độ lái. Nè, Comfort Sport Sport cộng. Rồi, bướm ga điện tử drive-by-wire rất là nhạy luôn. Đi rất là sướng nha anh em. Mạnh lắm. Công nghệ không, cả một bầu trời công nghệ. Cái phần ghi đông của con này mình rất là thích luôn. Thích. Thì cái con này cái bản đã nói là bản đặc biệt thì chẳng thì á, cái công suất máy rồi nó y chang thôi nha. Nhiều anh em đừng có tưởng lầm là xe bản đặc biệt là mình chạy nó ghê gớm hơn, không có đâu. Bản đặc biệt là chỉ có cái bộ tem này thôi, người ta thiết kế thôi. Lúc cái xe này mới về rất là mắc nha anh em. Bây giờ thì nó rẻ rồi nhưng lúc mới về rất là mắc. Thì cái nó hai màu, cái màu trắng với màu đen, đó là màu của bên Nhật người ta nhập về luôn á. Việt Nam nhập ở bên Nhật về luôn. Bây giờ mưa quá đi, mình không có thể nói nhiều nữa, thì bây giờ mình cho anh em nghe tiếng bô nha. Khi mà anh em nào chơi dòng này muốn lên bô này thì anh em nghiên cứu có hay không. Ở đây ở lạnh là phim trường không có thể nạt bô được nha, chỉ đề tiếng bô lên thôi. Đó, anh em thấy chưa. Còn về cái này á, mình review rất là nhiều rồi. Cái này mình chỉ muốn quay cho cái anh người nước ngoài đó, ảnh xem tổng thể hết cái con xe của ảnh mua từ mình. Và anh em nào muốn đặt cọc xe từ mình á thì cứ liên hệ số điện thoại Zalo 0916640653 là được nha. Anh em nhớ nhắn tin nha, chứ đừng có gửi kết bạn không thì mình không có biết ai đâu mà mình trả lời. Cảm ơn anh em nhiều, trời mưa quá. Mình vô đây. Bye bye. Này, thì bây giờ mình dắt xe vô mình cất, mưa quá anh em thấy không? Quay vlog rất là mưa luôn. Dắt xe vô cất nè. Đó. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những vlog sau. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những vlog sau nha. Chào tạm biệt.